Hello, xin chào các bạn. Welcome back to Đức Phú USA các bạn. Hôm nay là cái tiết mục là lục đồ cổ các bạn, lục đồ cổ. Đây là một cái loại là TV ear 5.0 speaker. Thì cái này thì dùng cho những người mà bị câm điếc các bạn. Cái này câm điếc. Thì cái này đồ cổ. Bây giờ mình đem đi mình donate các bạn, mình đem đi mình donate. Đó, nó còn rất là nhiều thứ các bạn, rất là nhiều thứ mà nói chung là mình không dùng, mình không có sử dụng thì người khác sẽ sử dụng được, và người khác sẽ sử dụng được. Ví dụ cái này là Adelaide, cái này là electronics, này là gọi là hand free các bạn. Các bạn có cái điện thoại, các bạn cắm cái này vô đây rồi các bạn đeo cái tai nghe này, các bạn không có cần phải dùng tới cái điện thoại. Rồi cái này là cái máy in ảnh, máy in ảnh. Cái này là cái đồ để lạnh xuống, lạnh xuống dưới nè ha. Cái đồ này, cái camera, nó có camera luôn các bạn ha. Camera này là camera phim ha, camera phim. Thì cái này để lạnh, cái này là đồ cổ các bạn. Lạnh xuống chụp hình ha. Thì không biết ai dùng ha. Thì cũng có người họ sẽ sưu tập giống như mình sưu tập các bạn. Giống như mình sưu tập thì ok thôi ha. Ok. Thì đó là cái dụng mà sưu tập các bạn ha, sưu tập. Rồi tiếp theo đây là một cái hồi đó mình không dùng các bạn. Đây là một cái này là cái palm, cái này hồi xưa là nhiều tiền lắm các bạn. Cái này cái palm của cái này hồi xưa bắt tiền lắm nè. Bây giờ cũng không dùng, có thể ai đó dùng các bạn, Palm. Ok. Camera, đây là cái camera các bạn, nó có hai cái. Không biết nó quăng đâu hết một cái rồi. Đây cũng là một cái camera nữa các bạn. Đây là cái camera của cái này là của digital camera của VVCam. Đây là một cái để cho em bé nè ha. Ngày nào có em bé thì gắn pin vô khi mà nó gọi everywhere. Cái này cũng rất là ok đó các bạn, cái này mắc tiền lắm nè. Cái này cả trăm đồng á. TL760, đó là một cái để gắn vô cái điện thoại của bạn á. Cái điện thoại của bạn xong mình đeo, bạn đeo tai nghe. Ví dụ các bạn nào mà vừa làm việc mà vừa cần phải trả lời điện thoại giống như tiệm nail, cái này cũng có thể dùng được nè. Thì bạn coi. Đó. Cái này cũng là một cái camera. Rồi cái này là cái trả lời điện thoại. Trả lời điện thoại nè. Cái này là cái điện thoại này. Đó. Nó có rất là nhiều thứ, cái này gọi TNT. Cái này là cái đồ mở. Đây. Khá là nhiều thứ, còn nhiều thứ lắm các bạn. Nhiều thứ ghê lắm. Lục ra. Ok, một cái video ngắn cho quý các bạn thấy được rằng là ok, I will give to all this one to donate. Có nhiều hỏi donate là gì, đó là cho từ thiện các bạn ạ. Ok, rồi cảm ơn quý các bạn rất là nhiều. Chúc quý các bạn còn nhiều video, còn nhiều lắm các bạn, còn nhiều cái máy mà mình không dùng tới mình sẽ đem đi mình cho. Cảm ơn quý vị các bạn nha. Chúc quý các bạn một ngày mới tốt lành.